Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 6 có một số nội dung đáng lưu ý sau đây. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh ngăn lỗ hổng khám sàng lọc ở bệnh viện. Tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá lại các dòng biến thể từ Ấn Độ. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, huyện Thủ Thừa tổ chức ra quân kiểm tra, giám sát tại tuyến đường tỉnh 818 và khu công nghiệp Hòa Bình thuộc địa phận xã Nhị Thành. Đoàn tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng và tình hình buôn bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ khu vực xung quanh khu công nghiệp Hòa Bình. Qua kiểm tra cho thấy, người dân nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đoàn cũng đã tiến hành lập biên bản và nhắc nhở những người dân vi phạm trong việc phòng chống dịch COVID-19. Được biết, từ ngày 30 tháng 5 đến nay, huyện Thủ Thừa đã xử lý 21 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Riêng việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và tụ tập đông người đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở. Huyện Đức Huệ có 5 xã biên giới giáp với huyện Chăn Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, có đường biên giới hơn 25 km. Do địa bàn có nhiều đường mòn lối mở nên tình hình người xuất nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Do đó, để công tác chống dịch COVID-19 hiệu quả, hơn một năm qua, người dân ở đây đã đồng tâm, hợp lực, chung tay cùng nhau chống dịch. Có được sự đồng thuận như thế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các xã biên giới, ngoài việc thành lập các tổ kiểm tra đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19, còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong quá trình tuyên truyền nhân rộng thì nhận thức của người dân được nâng lên, hiện nay người dân ra đường được chấp hành tốt là đeo khẩu trang và thực hiện tốt cái 5K, không tập trung đông người cũng như vui chơi giải trí như trước đây thì tạm ngưng các hoạt động này không còn diễn ra trên cái địa bàn nữa. Bên cạnh đó thì đối với công an quân sự cũng phối hợp với đồn biên phòng để tăng cường cái công tác chốt chặn trên tuyến biên giới là chống cái người qua lại trái phép trên tuyến biên giới thì trên địa bàn xã thì chưa có xảy ra, cũng như cái tình hình COVID thì chưa phát hiện một cái đối tượng nào trên cái địa bàn xã. Xác định, tuyên truyền là giải pháp quan trọng đầu tiên trong công tác phòng chống dịch, nên các xã đã tăng cường thời lượng phát thanh, đồng thời tuyên truyền lưu động, treo pano, băng rôn về phòng chống dịch COVID-19 ở những nơi người dân dễ nhìn thấy, phát tờ rơi tuyên truyền về thông điệp 5K. Dịch COVID nó diễn biến phức tạp. Về cái bản thân tôi thì thấy là ở địa phương về các công tác tuyên truyền về dịch COVID thì rất là tập trung. Cái thứ nhất là tuyên truyền theo cái băng rôn office dán cho từng xã, từng điểm của ấp, rồi khẩu hiệu 5K thì phát cho từng hộ dân, cho từng người dân đi trên đường, cũng như là cấp phát khẩu trang. Rồi cái về cái công tác tuần tra kiểm soát thì của ba lực lượng thì thấy của công an, quân sự, biên phòng thì mỗi ngày tuần tra hai đợt. Ra đường cũng mang khẩu trang, cũng chuẩn bị như là nước rửa tay những cái nọ để phòng chống dịch. Khi mà cần thiết mới ra đường chứ cũng không có khi nào mà lúc nào cũng ra đâu. Hơn nữa cũng đi biên giới, bà con chúng tôi cũng rất là quan tâm. Chẳng hạn như thế, dụ như thấy người lạ mặt hay gì thì cũng kịp thời để báo cho cái cơ quan chức năng hay là ở đồn gì đó để phát hiện, để có cách biện pháp xử lý. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các xã tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực tuyến biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân không lơ là chủ quan, góp phần phòng chống dịch hiệu quả. Với mong muốn góp phần phòng chống dịch bệnh, Đoàn Thanh niên xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đã có ý tưởng hết sức trách nhiệm là chế tạo mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho ngành y tế huyện. Những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Phú đã chế tạo 500 chiếc mặt nạ chống dịch tặng cho Trung tâm Y tế huyện và 14 trạm y tế xã. Được làm từ những vật liệu đơn giản, nhưng những chiếc mặt nạ này có tác dụng tốt trong việc giúp ngăn chặn các giọt bắn, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho những y bác sĩ, những người trên tuyến đầu phòng chống dịch.
Trước đó, với những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, huyện đoàn Bến Lức đã chỉ đạo đoàn các xã thị trấn kích hoạt lại tổ thanh niên xung kích phòng chống dịch COVID-19 để triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương với phương châm đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã tăng trữ lượng hàng hóa thiết yếu và nâng cao mức độ phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm môi trường mua sắm an toàn cho người dân. Siêu thị Co-op Cần Giuộc đã tăng cường dự trữ nhiều loại lương thực, thực phẩm tươi sống, đóng gói, vật dụng thiết yếu và đảm bảo bình ổn giá. Vì vậy, người dân không nên quá lo lắng. Ngoài việc thông báo vẫn mở cửa phục vụ bình thường từ 7 giờ đến 22 giờ, người dân có thể đặt hàng qua điện thoại và nhận hàng tại nhà để bảo vệ sức khỏe. Với cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa và không tăng giá, người tiêu dùng không cần phải mua hàng tích trữ. Ngoài việc là giữ trữ nguồn hàng thì Co-op Mart cũng cam kết là sẽ bình ổn giá thị trường ha. Và bên cạnh đó thì cũng thực hiện những rất là nhiều chương trình khuyến mãi để đảm bảo được cái giá tốt nhất phục vụ đến khách hàng. Hiện tại mỗi ngày siêu thị Co-op Mart Cần Giuộc nhập 6 đến 10 tấn lương thực, thực phẩm, lượng khách đặt mua hàng qua điện thoại tăng 40% so với trước đây. Còn tại thị xã Kiến Tường, các ngành chức năng thị xã đang tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, đồng thời kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng. Thị xã có một trung tâm thương mại, 3 cửa hàng Bách Quá Xanh, 1 cửa hàng tiện lợi của công ty cổ phần thương mại Mộc Quá và 5 khu vực chợ dân sinh. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ. Các ngành chức năng thị xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh, các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Thưa quý vị, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, để nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn phòng dịch, bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh cũng tăng cường xử phạt vi phạm quy định và áp dụng biện pháp chống dịch. Các địa phương đang căng mình chống dịch, quy định 5K tiếp tục được khuyến cáo. Đa phần người dân đã ý thức và chấp hành nghiêm. Quan sát trên các tuyến đường nội ô thành phố Tân An, tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 50, đa số người dân tham gia lưu thông thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Tại bến xe Long An, có 2 đội xe ôm với hơn 50 người. Mỗi ngày, đội xe ôm phải chở rất nhiều hành khách nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, đội xe quy định rất rõ về các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe mình và mọi người. Trong đội xe thì bắt buộc phải anh em phải đeo khẩu trang hết, tất cả phải đeo hết. Còn những anh em nào không chấp hành, không đeo khẩu trang thì không được phép bắt khách chạy xe, không cho được vô trong tổ chức nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ lơ là mất cảnh giác như trường hợp người đàn ông này. Vì không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông nên đã bị đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông tỉnh xử phạt 2 triệu đồng. Với cái vi phạm của anh Lộc á, là anh vi phạm vào điểm A khoảng 1, điều 12 của Nghị định 117 năm 2020 quy định về xử lý vi phạm trên bên lĩnh vực y tế á. Cái mức phạt là từ 1 triệu đến 3 triệu. Trong thời gian mà anh tham gia giao thông, anh hãy chấp hành đúng theo quy định là đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh. Bình thường thì anh có thực hiện, mà hôm nay anh có việc gấp ra khỏi nhà. Bởi vậy anh không có đem theo khẩu trang. Thì mong mọi người thực hiện đúng theo cái nghị định của chính phủ. Việc xử lý các trường hợp điểm để tạo sức răn đe, đồng thời được xem là biện pháp mạnh để người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Theo bản tin cập nhật của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, từ 18 giờ ngày 4 tháng 6 đến 6 giờ sáng nay ngày 5 tháng 6, đã có 77 ca mắc mới, bệnh nhân 8288 đến 8364, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. Riêng trong nước ghi nhận 75 ca, gồm Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 19 ca, thành phố Hồ Chí Minh 10 ca và Hà Nam 1 ca. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 6, Việt Nam có 6.819 ca ghi nhận trong nước và 1.545 ca nhập cảnh.
Số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.249 ca. Về tình hình điều trị, có 50 ca tử vong và số ca điều trị khỏi là 3.242 ca. Về công tác tiêm vaccine, đã có thêm 60.701 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 4 tháng 6. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang hứng chịu đợt dịch mới bùng phát trong cộng đồng với hàng trăm ca mắc thuộc 4 chuỗi lây nhiễm được ghi nhận chỉ trong vòng vài tuần. Đáng chú ý, cả 4 chuỗi lây nhiễm này đều được phát hiện tại bệnh viện. Điều này cho thấy khâu khám sàng lọc tại các cơ sở y tế là rất quan trọng để phát hiện và kịp thời truy vết, khoanh vùng. Nếu làm tốt sẽ ngăn chặn dịch lây lan, nhưng nếu lơ là, lơi lỏng các bước ban đầu ở cơ sở y tế sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhờ áp dụng và tuân thủ chặt chẽ quy trình khám sàng lọc suốt từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phát hiện 3 ca mắc là các ca chỉ điểm giúp phát lộ chuỗi lây nhiễm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Việc tổ chức tốt khâu khai báo y tế điện tử, nhân viên bệnh viện phát hiện người bệnh có yếu tố nguy cơ đã kịp thời hướng dẫn ngay người bệnh đến buồng khám sàng lọc. Tại buồng khám sàng lọc, khi chưa loại trừ được COVID-19, bác sĩ đã giữ người bệnh lại tại buồng cách ly tạm để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán. Nếu mà nghi ngờ thì cho nhập vào đơn vị cách ly hoặc phết họng hoặc lấy máu tại chỗ. Thì tùy thì cụ thể của bệnh nhân mà xử lý. Thì bệnh viện là luôn luôn liên tục và cảnh giác rất là cao độ, kể cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện Gia Định phát hiện sớm các ca bệnh giúp công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch ngoài cộng đồng được triển khai ngay. Thế nhưng trong 4 chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, có chuỗi lây nhiễm phát hiện chậm do sự lơi lỏng ở các bước ban đầu nơi một số cơ sở y tế. Có 2 ca nhiễm đã đi khám ở phòng khám tư nhân trước khi được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đáng nói là 2 phòng khám đã không làm gì, không có cảnh báo nào đối với bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hiện nay cái hoạt động kiểm tra vẫn diễn ra. Chúng tôi kiểm tra đột xuất. Và qua kiểm tra đó chúng tôi cũng ghi nhận phòng khám nào làm tốt, phòng khám nào chưa làm tốt và chúng tôi sẽ hướng dẫn trên thực tế luôn. Còn nếu mà phát hiện những phòng khám nào cố tình không làm tốt thì chúng ta phải xử lý. Trong công tác phòng chống COVID-19, quá trình tiếp nhận sàng lọc cách ly, điều trị ban đầu ở các cơ sở y tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là với các trường hợp nghi ngờ có các triệu chứng của bệnh. Đồng thời sự phối hợp giữa các tuyến, các cơ sở y tế cả công lập lẫn tư nhân cũng phải đảm bảo đúng các quy định của ngành y tế và quy định phòng chống dịch. Tất cả những người mà bệnh đến bệnh viện cũng như là thân nhân thăm nuôi, nói chung một người lạ vào bệnh viện thì kể cả nhân viên chúng tôi thì đều phải là khai báo y tế. Khai báo y tế là một cái bước có tính chất pháp lý và thực tiễn rất là quan trọng trong các vấn đề phòng dịch hiện nay. Bệnh viện đã triển khai rất là nhiều các cái giải pháp để có thể phân luồng sàng lọc, đảm bảo an toàn cho người bệnh khi đến bệnh viện. Ngăn lỗ hổng trong khâu khám sàng lọc, chấn chỉnh, sự lơ là, mất cảnh giác ở các cơ sở y tế, nhất là phòng khám tư nhân, không chỉ để phòng chống COVID-19 hiệu quả, mà còn bảo vệ sự an toàn của chính các cơ sở y tế để đảm bảo hoạt động y tế ổn định giữa mùa dịch, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, trong 3 dòng biến thể B1617 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, chỉ có một dòng được phân loại ở mức biến thể đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới phân chia biến thể B1617 thành 3 dòng gồm B1617-1 còn gọi là cấp 3, B1617-2 còn gọi là Delta và B1617-3 chưa có thêm tên bằng chữ cái Hy Lạp. Trong 3 dòng này, chỉ có biến thể Delta là thuộc diện đáng quan ngại. Biến thể cấp 3 chỉ ở mức đáng quan tâm, còn biến thể thứ 3 thậm chí còn không được xem là đáng quan tâm. Đây là sự thay đổi nhận định rất lớn, vì trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới xếp cả 3 dòng biến thể này vào nhóm đáng quan ngại. Lý do để Tổ chức Y tế Thế giới thay đổi nhận định như trên là vì có nhiều bằng chứng cho thấy dòng biến thể Delta đã tăng khả năng lây nhiễm và gây ra nhiều nguy cơ lớn hơn đối với sức khỏe cộng đồng, trong khi 2 dòng còn lại có tốc độ lây lan chậm hơn. Đến nay, biến thể B1617 đã được ghi nhận xuất hiện tại 53 vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, biến thể này đã gia tăng tốc độ lây lan và đang được các chuyên gia y tế xác định về tốc độ lây nhiễm cũng như mức độ nguy hiểm của biến thể này.
Chính phủ Thái Lan mới đây cho biết, vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự phát triển, có tên là Chula-Co-19, đã sẵn sàng để thử nghiệm trên người. Vaccine sẽ được thử nghiệm trên 100 tình nguyện viên trong tháng 6 năm 2021. Việc thử nghiệm lâm sàng vaccine cũng nhằm tìm ra liều lượng thích hợp cho việc chủng ngừa. Khi quá trình thử nghiệm hoàn tất thành công, lô vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất tại Mỹ trước khi công ty Bionet Acer của Thái Lan bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 9 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi vaccine Chulaco-19 chứng tỏ hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.